Một bất ngờ cho U22 Timor Leste. Đang là Faza. Marcelino Ferdinand. Chuyền vào của Faza. Đánh đầu! Một công cho U22 Indonesia. Thêm một lần nữa thì bàn thắng lại đến ở cuối hiệp đầu tiên như ở trận đấu trước gặp U22 Myanmar. Và lần này người lập công cho họ không còn là Marcelino Ferdinand mà là cầu thủ mang số 9 Sananta. Trận đấu thứ hai liên tiếp mà Sananta ghi bàn cho U22 Indonesia và lần này là một bàn thắng rất quan trọng. Bàn thắng mở tỷ số cho đội bóng này. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống chuyền vào rất thuận lợi của Faza. Bóng đi thẳng tới cái đầu của Sananta và cầu thủ này chỉ cần thực hiện một pha đánh đầu lái bóng rất đơn giản là đã có cho mình một bàn thắng. Dứt điểm bằng chân không thể ghi bàn. Lần này Sananta đã cho thấy lợi thế về thể hình, chiều cao trên 1m80 và anh có bàn thắng thứ 3 ở kỳ SEA Games lần này. Nhưng cũng phải dành những lời khen cho cầu thủ mang áo số 14 Faza, người luôn có mặt ở mọi điểm nóng và có thể xử lý tốt bằng cả hai chân những tình huống dứt điểm bằng chân phải, và vừa rồi là một đường chuyền bằng chân trái cũng rất hiểm hóc. Indonesia đã có bàn thắng ở một thời điểm rất quan trọng của hiệp 1 và những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại mà không đội nào có bàn, nhưng với bàn thắng này Indonesia sẽ dễ đá hơn rất nhiều để có được một tình huống bật cao đánh đầu đủ tốt. Tỷ lệ tốt của Sananta. Vẫn là Sananta. Pramathahan có cơ hội để dứt điểm. 2-0 dành cho U22 Indonesia và người ghi bàn lại là cầu thủ mang áo số 14 Muhammad Faza. Muhammad Faza đã ghi bàn ở cả 3 trận đấu tại vòng bảng lần này. Trận đầu tiên là vào lưới U22 Philippines. Đó là bàn thắng khi anh vào sân từ ghế dự bị. Ở trận đấu sau đó là một pha dứt điểm từ xa rất đẹp vào lưới U22 Myanmar. Và bây giờ là một pha xử lý dứt điểm bằng chân trái. Faza đã kiến tạo cho Sananta ghi bàn cũng từ một tình huống tạt bóng bằng chân trái. Và bây giờ là một pha dứt điểm thành bàn. Một cầu thủ rất toàn diện và một cầu thủ xử lý bằng hai chân đều tốt. Tình huống xử lý rất bình tĩnh của Faza. Anh đẩy bóng sang chân trái trước khi đưa ra một tình huống dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ môn Jorginho bất cứ một cơ hội cản phá nào. Chúng ta cũng đã được chứng kiến niềm vui của những cổ động viên Indonesia trên khán đài. Bây giờ thì chiến thắng và tấm vé vào bán kết gần như đã nằm chắc trong tay của U22 Indonesia khi tỷ số là 2-0. Và họ đang có một thế trận nhỉnh hơn hoàn toàn so với U22 Timor Leste. Đang là những phút thi đấu lúng túng của hàng phòng ngự áo đỏ khi họ liên tiếp có những điều chuyền hỏng. Bây giờ thì việc các cầu thủ U22 Timor Leste gặp vấn đề về tâm lý cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Họ đã thủng lưới hai bàn và mất đi ngôi sao sáng nhất của mình là Mourinho. Là rất khó khăn để U22 Timor Leste thậm chí là tìm kiếm một bàn danh dự thôi. Tiếp tục là một cơ hội nữa cho đội bóng áo trắng. Dứt điểm. Không vào, bóng đã lập trúng cột dọc. Và pha dứt điểm tiếp theo thì không thể thắng được Jorginho. Thêm một cơ hội nữa vừa trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ U22 Indonesia. Người đã suýt nữa có được bàn thắng lại là Sananta với cú dứt điểm đưa bóng đi trúng vào cột dọc. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Sananta dứt điểm trúng cột dọc, còn sau đó cầu thủ vào thay người João Hari lại không thắng được thủ thành Jorginho. Sananta có vẻ chưa có duyên với những pha dứt điểm bằng chân của mình ở trận đấu này. Anh đã có một bàn thắng từ một tình huống đánh đầu rất thuận lợi sau đường kiến tạo của Faza. Nhưng những tình huống dứt điểm bằng chân ở tư thế thuận lợi thì anh đều chưa thể ghi bàn.
xà ngang và cột dọc đã từ chối hai bàn thắng của U22 Indonesia tính cho đến thời điểm này. Tiếp tục là một cú phạt góc nữa với người đá phạt là Ahan. Đánh đầu không được. Tình huống nỗ lực đánh đầu vừa rồi lại là của Sananta. Đang là một thế trận rất thuận lợi dành cho U22 Indonesia. Họ dẫn bàn và cũng là đội nắm hoàn toàn thế chủ động trong những phút vừa qua. Điều của U22 Timor Leste trong phần còn lại có lẽ sẽ là tìm kiếm một bàn thắng danh dự để kết thúc kỳ SEA Games 32 trên đất Campuchia theo một cách trọn vẹn nhất. John Oliveira. Trận đấu này thì Oliveira không có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng kiến tạo của mình trên mặt trận tấn công khi anh chủ yếu phải tham gia phòng ngự khá nhiều. Ném biên dành cho U22 Timor Leste. Các cầu thủ của U22 Timor Leste như là Oliveira hay là Genivio trận trước tỏa sáng bao nhiêu thì trận này lại đang tỏ ra im tiếng bấy nhiêu. Chưa có đối thủ vượt trội hoàn toàn về mặt đẳng cấp. Chưa thể có một tình huống dứt điểm tới từ Elias Mesquita. Trọng tài xác định đã có tình huống xử lý bóng bằng tay của cầu thủ U22 Indonesia. Người bị thổi phạt là Jauhari, cầu thủ vừa bỏ lỡ một cơ hội cách đây ít phút. Gian của hiệp 2 đã trôi qua. U22 Indonesia đã có thêm cho mình một bàn thắng để tạo được một cách biệt an toàn về mặt tỷ số. Trọng tài xác định là bóng đi hết đường biên sau tình huống vừa rồi và ném biên cho U22 Indonesia. Marcelino Ferdinand. Vẫn là Marcelino với những nỗ lực của mình. Nhưng cuối cùng thì hàng phòng ngự của U22 Timor Leste đã giải quyết được tình huống vừa rồi. Những tình huống chọc khe của U22 Timor Leste trong trận đấu này không mang tới hiệu quả cao như trước U22 Philippines. Cũng phải nói là ở trận đấu trước thì U22 Timor Leste đã có được rất nhiều lợi thế. Họ ghi được bàn thắng mở tỷ số từ sớm và cũng được chơi hơn người khi trận đấu mới chỉ trôi qua khoảng hơn 20 phút mà thôi. Còn ở trận đấu này, U22 Timor Leste đang gặp vô vàn khó khăn. Rồi, không vào! Xuyên chuột đưa thì đã có bàn thắng cho các cầu thủ áo đỏ một phát dứt điểm nữa. Lần này thì đó là tình huống dứt điểm không chính xác. Rất đáng tiếc cho thầy trò huấn luyện viên Park Sun-tae. Bóng đá đi trúng xà ngang ở tình huống dứt điểm đầu tiên tới từ Mario Quintao, cầu thủ vào sân trong hiệp 2. Người đã kiến tạo cho Quintao đó là Genivio. Đúng ra chân rất nhanh của Mario Quintao. Nhưng may mắn đã không đứng về phía cầu thủ này. Suýt chút nữa thì U22 Timor Leste đã có được bàn thắng và trở thành đội bóng đầu tiên có thể làm tung lưới U22 Indonesia ở SEA Games năm nay.
Trong lần gặp nhau ở kỳ SEA Games năm ngoái thì U22 Timor Leste cũng đã ghi được bàn vào lưới của U22 Indonesia, trận đấu mà họ thất bại với tỷ số là 1-4. Nhưng lần này thì cầu thủ ghi bàn trong trận đấu vào năm ngoái là Mujinho đã không còn ở trên sân nữa. Đường chọc khe rất hay tới từ Faza. Sananta. Lại là Faza. Faza đang là trung tâm của những pha tấn công tới từ U22 Indonesia. Ahan. Quả tạt của Ahan. Đánh đầu, không vào. Thêm một cơ hội nữa đã bị Sananta phung phí. Và bây giờ thì U22 Indonesia sẽ có thêm hai sự thay đổi người. Marcelino Ferdinand rời sân để nhường chỗ cho Beckham Putra. Và cầu thủ thứ hai vào sân đó là Jim Kelly Stryer. Một trận đấu cũng đã là khá thành công của Marcelino. Trong khi đó thì Stryer vào sân để thay thế cho Sananta, người đã ghi được bàn thắng nhưng cũng phung phí rất nhiều cơ hội mà đồng đội tạo ra cho anh. Rất đáng tiếc cho Sananta khi anh không thể có nhiều hơn một bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. U22 Indonesia đã thực hiện 4 sự thay đổi người. Mặc dù đã rút nhiều trụ cột ra sân nhưng đội hình đang thi đấu của U22 Indonesia vẫn là rất chất lượng. Bóng được đưa sang bên phía cánh trái. Beckham Putra. Chuyển không tốt của Ahan. Vào sân thì Beckham Putra sẽ chơi ở vị trí trung tâm của hàng tiền vệ bên phía U22 Indonesia. Cầu thủ này cũng thường xuyên có xu hướng nhô cao để tham gia vào những tình huống tấn công cũng như là đột phá. Và xử lý của Faza. Vẫn là các cầu thủ áo trắng. Khả năng giữ bóng rất tốt của mình. Để tạt bóng là hơi mạnh. Ném biên dành cho U22 Indonesia. Quả tạt của Jauhari. Không phải, người vừa tạt bóng vừa rồi là Faza. Đánh đầu. Không được. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm của các cầu thủ U22 Indonesia. Lần này thì bóng đã được phá ra. U22 Indonesia trong hiệp 2 của trận đấu này liên tiếp thực hiện những đường treo bóng vào vòng cấm để tận dụng thể hình vượt trội của các cầu thủ tấn công áo trắng so với những cầu thủ phòng ngự có phần nhỏ con của U22 Timor Leste. Tình huống bóng bổng như vậy đã mang về cho họ bàn mở tỷ số trong hiệp đấu đầu tiên. Muốn Jorginho đã đấm bóng ra thành công. Faza tiếp tục là một đường tạt bóng. Đây là một đường tạt bóng quá mạnh. Tạt quá Ahan. Vẫn không thể có một pha đánh đầu. Hai phần ba thời gian của hiệp 2 chuẩn bị trôi qua. Tỷ số trên sân vận động Olympic đang là 2-0. Nhưng về phía U22 Indonesia. Cầu thủ U22 Indonesia vẫn đang rất khỏe. Cố! Dứt điểm đi, không vào. Và bây giờ thì đã có bàn thắng thứ 3 dành cho U22
Garcia phá ra, cái tên rất xứng đáng với một bàn thắng nữa trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu tỏa sáng rực rỡ của Mohamed Fassa với cú đúp trong trận đấu này. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng. Fassa ở vào một tư thế dứt điểm rất thuận lợi, nhưng cú dứt điểm của anh đã bị thủ thành Jorginho đẩy bóng đập trúng xà ngang. Nhưng khi có một cơ hội dứt điểm lần thứ hai thì số 14 đã không bỏ lỡ thêm một lần nữa. Một tình huống ngả người móc bóng rất điệu nghệ, vượt qua tất cả các cầu thủ Timor-Leste cũng như là thủ môn Jorginho để đưa bóng bay vào lưới. Rất tuyệt vời tới từ Fassa. Một pha kiến tạo và cú đúp bàn thắng. Một trận đấu rất thành công của cầu thủ này. Một người mở trận đấu đầu tiên chỉ ngồi dự bị, nhưng bây giờ thì đang là cái tên thi đấu hay nhất kể từ đầu giải của U22 Indonesia.